Đi chơi cây kiểu này ship hàng tận nơi. Chúng tôi đang có mặt tại chợ chùa, ghé vào vườn cây của anh Đại Nghĩa đây để tham quan giao lưu cũng như chia sẻ tới tất cả anh em đam mê gần xa những cái tác phẩm quý con cưng nhỏ. Ông này được cái hàng nhỏ của ông cũng chất đúng không? Đấy, hôm nay quay những cái hàng nhỏ cho anh em bắt này. Nói chung là anh em nào mà chơi hàng kỹ thì cứ ghé vườn cây của anh Đại Nghĩa đây, rất là nhiều quất nha. Phải nói là quất chơi từ Tết đến giờ mà giờ là tháng 3 rồi mà vẫn chưa rụng quả. Suốt phải viền lắm nhỉ. Tao bảo ra viền gì? Đây, một vòng cho anh em tham quan lại những cái tác phẩm con cưng của anh Đại Nghĩa nhé. Rất là nhiều. Mấy cái này nuôi cu tổng. Phải nuôi vậy chứ. Nhiều phôi đẹp quá. Con làm càng đi. Cứ đi đi. Nước hết vòng đây chứ. Thực ra là anh em chợ chùa chơi hàng kỹ lắm. Những cái form dáng rất nhỏ nhắn thôi nhưng hàng rất là đẹp. Sơn xem ra đây giao lưu con nào, giao lưu đi này. Mấy giao lưu mấy con rồi. Bắt tiếp như việc gì. Này, hàng này không chơi chơi hàng nào đúng không? Con này nhìn quen đấy Sơn. Dạ. Con này này. Con em để anh Nghĩa mà. Hàng này, không chơi được, không Nghĩa cũng mang về không chơi. Về. Hàng đẹp cất ở bên này nữa này. Đây là những cái sản phẩm chăn nuôi. Cái này mới đăng đúng không? Mới lấy về đúng không? Phòm đẹp này. Con này bao nhiêu tiền anh ơi? Nghĩa? Bao nhiêu cơ? Hơn 20 tí. Số điện thoại của anh bao nhiêu nhỉ? 0946 565 947 nhá. Nếu mà anh em về đến chợ chùa thì cứ liên lạc trực tiếp với anh Đại Nghĩa đây. Thì thực ra là rất nhiều những hàng đẹp mà Trung Bonsai đã quay và chia sẻ cho anh em rồi. Nếu bác nào mà muốn sở hữu cho mình một vài tác phẩm mà ưng ý thì thực ra là dễ thôi. Giá cả thì anh em có thể thương lượng được. Đây rất nhiều những cốt quý. Anh em tôi đi một vòng rồi. Em này cái form form này, này hợp nữa em này. À con này gì? Cũng già lắm nhỉ. À chia sẻ với anh em một trong những cái cốt rất là già và khô nhá. Cái này thì mới bắt về đúng không? Giờ ra đi nhiều không anh? 30. Đúng rồi. Cút. Con này như vẫn để cớm hay sao nhỉ? Lá này nhìn này. À để trong cớm. Tiếp tục sửa. Có đóng vai đóng viết gì không sau này không? Hay là để nguyên vậy? Ý này con này sau này mình có thêm dữ liệu vào không? Mất giá đúng không? Đấy. Cái tác phẩm bên này bám đá là nhiều tiền không anh? 70 à? Một trong những cây tương đối hoàn thiện rồi. Đưa ép vào đá đây. Nếu làm form dáng đẹp thật. Để mà chia sẻ với anh em thì chắc chắn phải mấy ngày mới hết được cây. Xếp này rất là nhiều những cốt đẹp. Cái cốt trong này là khoảng bao tiền anh? Đây này. Tầm 30 nhá. Cái hàng nó tức là hàng nó có lét rồi cây bên này. Đây, tầm ngang, ngang nhau đúng không?
Thôi rồi thì cứ báo giá cho anh em tham khảo tí. Thực ra là trên cái kênh của em thì nhiều anh em lại cũng muốn hỏi giá để tham khảo đấy. Nên là thực ra cái giá người ta đưa ra rồi anh em có thể tham khảo. Nhưng hôm nay có thể là đưa ra bằng đấy, ngày mai người ta đưa ra khác. Anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Tiền hay rẻ tiền thì quan trọng gì, miễn sao ưng anh em phải hỏi. Đẳng cấp thì cũng vẫn phải hỏi giá. Cái form dáng này cũng đẹp này anh, đúng không? Cây này khoảng bao nhiêu tiền anh? 75 triệu. Đấy, nhìn form dáng khác luôn. Đẹp thật ra. Cây già nó có giá rồi. Khô rồi. 75 triệu. Ừ. Đây, là con, mặt bên nó sát tường quá không thể chia sẻ cho anh em hết kỹ được. Phòm dáng tay cảnh. Nhà thợ ơi. Đấy. Đủ các loại. Đây là vườn số 2 nhé, 3 vườn cơ. Nếu mà quay hết thì để anh em nước nôi nào, tham quan đi. À. Khoảng 30. Cô đấy cứ 30 à, nó chăn nuôi. Đúng rồi, vậy thì đúng. Ôi giờ rẻ chán rồi. Không biết dạng thì mà anh cứ bỏ rượu vào đi. Ngâm rượu vào ấy, ngâm nước rồi gì. Em đang săn 30 cái như này. Không. Không phải chồng. Đổ rượu vào ngâm luôn. Rửa sạch đi. Mấy trăm cưới là ngon rồi. Ôi anh còn cái nữa, anh lấy cả đôi luôn, nó đẹp. Một đôi nó đẹp. Đôi một đôi là đẹp. Em chơi hôm kia mà hỏi quà. Này, mấy đứa để cho anh kia cái. Cái nhỏ trên này là hàng chăn nuôi ở đâu mà cất kỹ vậy? Hàng triệu viền không? Bình quân bao nhiêu tiền cây phải xếp vậy? Ông Nghĩa ông chơi từ nhỏ đến to hết hàng Nghĩa hết. Anh có cái đôn để em cái nào? Anh Nghĩa ơi, cái hàng này triệu viền mà sao đẹp thế này? Đây, anh bán thì để lại chứ. May ông này ông đi xong 16 mới bỏ ra được. Không bỏ đâu. Bỏ hẳn trên ghế mà. Em bây giờ cái hôm này em bây giờ ra xuân trời em ngủ. Cái mà kiếm được cái chuyện như quả ông qua ấy. Đẹp quá, cốt này đẹp quá. Cốt này giống của cốt của Trương Đình Sơn với dao lưu của Đại Nghĩa nhé. Đấy em đi mua về đây em mua chục cái, về em săn chục cái em bỏ cái cây cầu. Đấy ở trong Nghệ An thì bỏ nhà thợ em nhưng mà lại một cái nứt mà một cái ấy mà lại nếu mà mất tiền xe 2 triệu. Rồi. À, số điện thoại cũng như địa chỉ thì anh em biết rồi. Nếu mà mọi thắc mắc cũng như là anh em muốn giao lưu thì cứ alo trực tiếp cho chủ nhà nhé. Nó dễ hơn. Thực ra là bây giờ cây chơi bây giờ có nhiều sự lựa chọn mà. Mình ở cửa tiền nào thì mình giao lưu cửa tiền đó. Đây những cái phôi tiền trăm, toàn tiền trăm hết. Có những phôi nó chỉ vài chục thôi. Nhưng các bác cũng có số điện thoại rồi cũng như địa chỉ rồi thì cứ thích thì về tận nơi, còn không thì cứ thông qua kênh Trung Môn Sai để alo trực tiếp cho anh thì nó dễ hơn. Em hôm nay em sang nhà anh Hà nhưng mà nó không có cái loại của anh, em thích Hà dần đi. Lướt lại cho anh em thôi. Hà. Hà.
hàng nó cứ khô như này.